xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Thật sự là đã lâu lắm rồi em mới mua được một chiếc xe nó rất là đẹp như thế này, và đã chia sẻ với mọi người ở trên Facebook cũng như là trên Zalo, trên fanpage của em thì em cũng đã chia sẻ rồi. Chiếc xe này thật sự là một trong số chiếc xe mà ấn tượng nhất trong tất cả những năm em làm ô tô đến nay. Thật sự rất là mới. Chiếc này thì là chiếc E300 sản xuất năm 2009, model của 2010, đời mới, form mới, mẫu mới mọi người nhá. Rất là đẹp. Chiếc xe này là một trong số chiếc xe mà thật sự là cá nhân em rất là ấn tượng. Đó điều đầu tiên. Điều thứ hai là khi mà chiếc xe này đến tay một vị khách hàng của em, cũng xin chia sẻ luôn là chiếc này thì là hai chủ mọi người nhá. Chủ đầu tiên thì là ở Sài Gòn, sau đó em mua ở Sài Gòn và là cách đây 2 năm. Cách đây 2 năm em mua của một bác, một chủ từ đầu, rất là mới và giữ gìn. Thì em để lại cho anh tên là Liêm ở tại quận 7 Hồ Chí Minh. Đó, chắc anh Liêm xem được video này thì anh Liêm cũng nhận ra chiếc xe của mình đúng không ạ. Sau 2 năm sử dụng thì anh đã đổi lên một chiếc xe cao cấp hơn và để lại cho em chiếc xe này. Thì thật sự là em rất là ấn tượng khi mà em nhận được xe, cũng như là khi mà em nhìn thấy xe thực tế thì em thấy thật sự mới hiểu được ra là anh là một người cũng rất là chơi xe. Và khi mà em nhận được chiếc xe nó quá mới như này thì em còn cảm nhận, và cái cậu nhân viên của em lấy xe ở trong Sài Gòn ấy, cậu còn bảo là cái xe này bây giờ đi mua lại còn mới hơn cả là 2 năm trước mình bán cho người ta. Bởi vì anh Liêm này ở Sài Gòn ấy thì anh ấy phủ ceramic này, rất là đầy đủ, chăm sóc xe rất là kỹ càng. Bên trong nội thất mọi thứ nó rất là mới, nói chung là đẹp, đẹp hơn cả lúc em bán ra. Đó, rất là ấn tượng. Đây là một trong số những vị khách đầu tiên mà em bán xe rất là lâu rồi mà nói cái câu là xe bây giờ còn đẹp hơn trước, tức là thật sự là đẹp hơn hẳn thật. Đó, chiếc này là E300 máy 3.0 sản xuất năm 2009 mọi người nhá. Mọi người biết là em phải đội mưa như thế này để em quay cho mọi người thì mọi người biết là chất lượng của nó mới như nào rồi. Ít khi lắm em mới có thời gian và ít khi lắm em mới phải đứng đội mưa này để quay cho mọi người xem. Bây giờ thấy nó quá mới như này thì phải quay ngay, kể cả đội mưa được, quay ngay cho các bác nào có nhu cầu, có đam mê. Và tất nhiên cái dòng này thì cũng phải bán cho những bác nào đam mê về xe thôi, đam mê cái dòng mẹ e này thôi. Đó, cái này thì thật sự là bác nào phải thích, phải đam mê. Chứ còn nghe đến mẹc mà bảo chạy hơn chục năm rồi thì sợ. Thật sự luôn là chia sẻ là mọi người sẽ cảm giác sợ. Đó, tuy nhiên là chiếc này nó còn mới như những chiếc đời 2019 luôn. Thật sự là rất là mới. Đó, được phủ ceramic rồi mọi thứ, được bác chủ xe bác rất là cẩn thận. Xe của em chạy được 9 vạn km zin mọi người nhé. Em cam kết cả km zin luôn cho mọi người. Xe vừa được chuyển đến xong, rất là mới. Mọi thứ thì được đảm bảo chất lượng. Và xe thì em sẽ cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Và có thể hỗ trợ mọi người vay 70% cho cái dòng xe này. Đó, chiếc E300 này thì là một trong số những chiếc xe mà được rất rất nhiều khách hàng thích, vì nó sử dụng động cơ 3.0, động cơ của Mercedes ngày trước đấy. Bây giờ thì không còn E300 sử dụng động cơ 3.0 nữa, toàn là 2.0 turbo thôi. Cái form này vẫn được nhiều khách hàng thích này, vì là ở cái thời điểm đó mà nếu như có tiền mà mua chiếc này ấy, thì thật sự rất là đáng đồng tiền bát gạo. Đây mọi người nhìn cho em cái vô lăng này. Xin lỗi mọi người, cái la răng lốp cũng được thay rồi, rất là mới và đảm bảo chất lượng an toàn. Chất lượng của xe thì mọi người khỏi phải nói và khỏi phải lăn tăn luôn. Đây là hiện tại đang trời mưa nhá, nếu như em mà quay trời nắng ấy, nó sẽ bóng kinh khủng luôn, rất là đẹp. Đó, một chiếc xe mà em vừa nhận xong, chưa cần phải dọn hay là làm bất kỳ điều gì luôn. Đèn form cũ đó, nhưng mà đẹp, thật sự là ấn tượng và đẹp. Dòng này thì không phải lăn tăn nữa rồi, rất là mới. Qua đây thì lời đầu tiên em xin được trân trọng cảm ơn anh Liêm đã để lại cho em chiếc xe này. Anh là một trong số những khách hàng của em mà em rất là ấn tượng, chắc có lẽ không bao giờ em quên được anh. Bởi vì là cái phong thái làm việc rất là chuẩn chỉ, thật sự rất là đàn ông, rất là men. Hai anh em làm việc với nhau nói một là một, hai là hai. Ngay cái lúc mà mua xe cũng vậy, rất là rõ ràng và ngắn gọn. Đặt cọc là em ship xe vào, sau đó anh nhận xe, lấy xe. Đó, rất là đơn giản. Đến lúc anh bán lại cho em cũng chỉ nói một câu thôi, ngắn gọn, đàn ông, rất là man. Nói chung là tính quân tử, thật sự em rất là
thích và rất là thích chơi với những người như anh. Cảm ơn anh một lần nữa. Còn bây giờ thì xin được tóm tắt lại thông tin một chút cho mọi người để mọi người có thể nắm được thông tin nhé. Đây là chiếc E300 sản xuất năm 2009, màu đen. Đó. Màu đen, biển số Sài Gòn. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Chiếc xe này rất là mới. Cái nội thất bên trong này của chiếc xe này thì rất là mới luôn. Đây mọi người có thể nhìn cho em này. Hai màn hình gối, zin nguyên bản của xe, có cửa sổ trời. Đó. Hai cửa sổ trời luôn. Có rèm chắn nắng ở phía sau. Thật sự là cái chiếc xe này nó ấn tượng đến mức là cái mùi thơm của trong xe, cái nước hoa ở xe rất là thơm. Rất là mới này mọi người nhìn này, ghế này. Mọi người nhìn em, những cái phim bấm ở đây cũng được giữ gìn rất là cẩn thận và đẹp. Dòng này thì thật sự luôn với mọi người là, đây mọi người nhìn cho em này, tất cả những cái chi tiết ở đây, em dám cam kết với mọi người, chơi trên thời điểm hiện tại chắc chắn luôn là không có chiếc xe nào còn giữ được cái chất lượng và nó còn đẹp được như chiếc này. Thật sự luôn. E300. Đó. Ghế này, đây là chiếc xe mà em vừa mua của anh ý nhá, chưa dọn dẹp hay làm bất kỳ cái gì cả. Ở trên Facebook và Zalo ấy, thì em đã chia sẻ một bài viết là đã rất lâu rồi em mới mua được một chiếc xe nó đẹp như này. Và thậm chí đây là một trong số những chiếc xe mà đẹp nhất trong cái lịch sử làm mô tô của em. Cũng đã gần 10 năm rồi em mới gặp được một chiếc nó đẹp như này. Mọi người nhìn cho em này. Ghế này, mặt ghế ở đây. Đó. Những cái phím bấm ở đây này rất là chuẩn và nét luôn. Thật sự là đẹp, không có điều gì phải chê cả. Và chỉ bán cho những bác nào đam mê thôi. Cái thảm nỉ của xe này thật sự là rất là đẹp và ấn tượng. Dòng này thì bây giờ em không hỗ trợ trả góp nữa. Bác nào thích thì lấy thôi. Xe thì rất là mới và đảm bảo chất lượng. Cam kết máy móc zin nguyên bản. Km zin 9.7 km, 97.000 mọi người nhá. Rồi em sẽ sang ghế lái để cho mọi người quan sát một chút nữa thôi. Vì là em sẽ quay tạm để sau đó thì nếu như anh chị nào có nhu cầu ấy, thì liên hệ trực tiếp với em rồi chúng ta có thể trao đổi hoặc là đến tận nơi xem cho thực tế. Với chất lượng của xe thì em đã đảm bảo rồi nên là mọi người không phải lăn tăn. Đây mọi người nhìn cho em này, đây là cái bọc vô lăng luôn. Đó. Ở đây thì đã được sử dụng cần số bằng điện ở trên vô lăng rồi mọi người nhá, rất là tiện lợi. 97.000 km. Đó. Đây là ghế lái. Zin rất là mới và đẹp luôn, thật sự mọi người. Hiếm lắm mới tìm được một chiếc như thế này. Thật ra ở xe nha mọi người nhá, ở đời này chạy đến 9 vạn và xe đời 2009 như thế này thì không thể tránh được cái việc là sơn si tuốt tát lại. Và tất nhiên phải sơn si tuốt tát lại thì nó mới đẹp được. Đó điều đầu tiên. Điều thứ hai ấy, là về máy móc thì em sẽ đảm bảo cho mọi người. Đó. Đó, mọi người không phải lăn tăn về chất lượng. Đây là những cái phím bấm này đều còn rất là mới và chuẩn chỉ nguyên bản. Đó. Thêm nữa về cái chất lượng xe ấy, thì như em đã vừa chia sẻ, tất nhiên là phải có những cái điểm tuốt tát lại. Tuy nhiên là con xe này rất là mới và hiếm lắm mới tìm được một chiếc xe nó còn nhiều đồ zin và còn nhiều đồ đẹp như thế này mọi người nhá. Cần số bằng điện ở trên vô lăng, có gãy số vô lăng, sử dụng bản 3.0, bản động cơ 3.0 mọi người nhá. Vành của xe nó khá là sáng. Đó. Vành này thì vành thiết kế đa chấu, rất là đẹp, có nét riêng. Cụm đèn pha ở đây thì mọi người có thể thấy được nó rất là sáng và trong. Cái này là do yếu tố thời tiết nên là hiện tại em quay thì có thể nó chưa được tôn hết lên được cái vẻ đẹp của nó. Trần cung của em dễ phải thôi, xong em hỏi tiếp đi cho dễ. Dễ phải xong hỏi tiếp cho dễ. Rồi bây giờ quay lại nhá mọi người nhá.
Hiện tại thì em đang bán chiếc E300 sản xuất năm 2009, màu đen, biển số Sài Gòn. Sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu lệ phí cấp biển đâu. Còn các anh chị ở xa ở tỉnh thì yên tâm, em sẽ bao hồ sơ cho anh chị. Xe của em bán 599 triệu mới nhá, 599 triệu. Nếu như anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em để cùng trao đổi về thương lượng về giá cả. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em ở trong video này. Mọi người cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em để xem được nhiều video của bên em hơn. Tiếp theo thì anh chị có thể qua Zalo hoặc là Facebook cá nhân của em sẽ gửi ảnh thực tế lại để cho mọi người có thể quan sát một lần nữa trước khi chốt lấy xe. Bên mình thì bên em thì có dịch vụ thu mua đổi các lại xe đã qua sử dụng, nên anh chị hoàn toàn yên tâm khi mà lấy hay là giao dịch với bên em. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.